Những sai lầm trong nhận thức chạy Google tìm kiếm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì với Google tìm kiếm, đây là cái thể loại chạy quảng cáo rất phổ biến của Google Ads và rất nhiều người hiện nay sử dụng Google Ads để chạy quảng cáo Google tìm kiếm và nó đang mang lại rất nhiều giá trị cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong việc chạy quảng cáo Google tìm kiếm thì có rất nhiều sai lầm cố hữu mà rất nhiều người đang gặp phải và cũng rất nhiều người không nhận ra. Vì vậy, ở video clip này, Tân sẽ điểm qua những sai lầm đó giúp các bạn có thể chạy Google tìm kiếm được tốt hơn. Từ đó, nâng cao được cái giá trị của bạn khi mà làm quảng cáo, làm marketing cho thương hiệu, cho công ty, cũng như là gia tăng cái doanh số, gia tăng cái lợi nhuận trong việc kinh doanh. Trước khi đi vào nội dung chính của video thì hãy bấm like video cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới dành cho các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video này. Và điều thứ nhất đó chính là suy nghĩ là quảng cáo là có khách. Điều này hoàn toàn sai. Không bao giờ có cái chuyện mà quảng cáo là có khách. Cứ quảng cáo là có khách. Khi bạn quảng cáo, bạn phải chú trọng rất nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải là chỉ là quảng cáo là có khách đâu. Nhiều yếu tố bên trong đó lắm. Sản phẩm bạn ok hay không? Bây giờ bạn quảng cáo đấy, bạn nói rất nhiều thông tin đồ này cái kia, nhưng mà bản chất sản phẩm của bạn ok hay không? Thị trường có đón nhận nó hay không? Cái giá bạn đưa ra đã hợp lý chưa? Cái bộ phận mà hỗ trợ là tư vấn có tư vấn tốt hay không? Làm sao mà có thể là có khách mà bán được hàng được? Không bao giờ có chuyện đó. Quảng cáo chỉ là một cái phương thức để bạn có thể tiếp cận, định nghĩa cho bạn hiểu nè. Phương thức để bạn có thể tiếp cận được khách hàng mà thôi. Còn tiếp cận mà họ có bấm vào quảng cáo hay không, rồi vô quảng cáo rồi có để lại thông tin hay liên hệ hay như thế nào đó hay không là câu chuyện khác nữa. Và để lại thông tin có liên hệ đồ này kia hay không, mà có chốt sale được hay không, có tư vấn được họ hay không là câu chuyện khác nữa. Hiểu không? Nên là quảng cáo không phải là quảng cáo là có khách đâu. Không phải là cứ đi quảng cáo là có khách. Có nhiều người đổ hàng chục triệu đồng ra mà cũng đâu có khách đâu. Có một số ngành nghề đổ cả chục triệu đồng ra cũng đâu có khách đâu. Ví dụ như bất động sản đi, có nhiều người chạy mấy chục triệu cũng có khách đâu. Bình thường, chuyện đó rất là bình thường. Không phải là quảng cáo là có khách. Các bạn nắm câu chuyện đây ha. Nên là bạn phải tư duy được rằng quảng cáo chỉ là một cái phương tiện thôi. Quảng cáo Google tìm kiếm chỉ là một cái phương tiện để bạn có thể tiếp cận được khách hàng mà thôi. Còn lại rất nhiều yếu tố khác để bạn có thể là tối ưu nó, cải thiện nó để có thể ra được khách hàng thực sự. Định hình được cái tư duy đầu tiên như vậy. Cái tư duy thứ hai nè. Chạy mục tiêu nào cũng được. Ở Google tìm kiếm nó có rất nhiều cái mục tiêu khác nhau ha. Google tìm kiếm mục tiêu về doanh số, mục tiêu về phủ thương hiệu, mục tiêu về cái này, cái kia, cái nọ. Rất là nhiều cái mục tiêu khác nhau, mục tiêu về truy cập, mục tiêu về khám phá, rồi rất là nhiều. Thì đối với bạn, bạn đang mong muốn cái gì thì bạn mới có thể là chọn cái mục tiêu sao phù hợp. Ví dụ, nói là câu chuyện bất động sản đi, bạn làm một bất động sản đi, bạn phải chọn mục tiêu về gì, khách hàng tiềm năng. Tại vì thực tế ra cái mục tiêu về khách hàng tiềm năng hay là doanh số đi nó cũng tương tự nhau, nhưng mà mục tiêu về doanh số là khách hàng bấm vô khách hàng mua hàng luôn. Thì ví dụ bạn chạy về mỹ phẩm hay chạy về thời trang thì các bạn có thể dùng mục tiêu doanh số khi khách hàng có thể trực tiếp mua hàng trên web của các bạn luôn và doanh số được cộng về thì bạn có thể đo lường được cái đó. Còn khi mà bạn làm bất động sản thì khách hàng để lại thông tin để họ nhận tư vấn thôi, không ai mua bất động sản mà trên web hết, không ai tự nhiên đọc bài xong bấm vô mua bất động sản hết, không bao giờ chuyện đó. Bởi vì sao? Bởi vì bất động sản rất nhiều thủ tục giấy tờ khác nhau và nó có nhiều giai đoạn về thanh toán đồ này kia, họ cần phải hiểu, họ cần phải có nhân viên môi giới tư vấn cho họ để họ hiểu, họ thể nắm được điều đó thì họ mới có thể tiếp tục được. Chứ không thể nào mà chạy cái mục tiêu mà doanh số với là bất động sản được, hay là chạy mục tiêu về truy cập thì họ chỉ truy cập thôi, mình đâu có đo lường được cái gì đâu, mình đâu có thống kê được những thông tin gì đâu. Thì bạn phải hiểu được cái mục tiêu bạn đang dùng cho cái sản phẩm bạn là gì để nó phù hợp, hiểu được những mục tiêu đó. Nó phải cắm mỏ vô bấm đại bấm thí rồi chạy đại kiểu nào cũng giống nhau, sai lầm rất là lớn. Thứ ba đó là không chú trọng nhân đích.
Trang đích là trang gì? Trang đích là cái trang cuối cùng mà khi mà khách hàng bấm vào quảng cáo nó chạy về. Trang đích đó có thể là cái trang landing page, hoặc trang đích đó có thể là trang sản phẩm, hoặc trang có một bài viết gì đó, hay là cái trang website chính của bạn luôn. Tất cả đều có thể là trang đích. Thì cái trang đích bạn không có chú trọng thì làm sao khách hàng có thể là chuyển đổi được? Bạn nghĩ ha, tất cả mọi thứ bạn làm rất là ok, nhưng mà sao cái trang đích ấy, bạn không có làm tốt thì như vậy khách hàng có bấm vô quảng cáo đi chăng nữa, họ đọc thông tin ở trang đích họ thấy ủa thông tin như gì vậy, ủa sao rời rạc vậy, nó không có giá trị gì, nó không hấp dẫn, bỏ qua. Thì khi đó bạn phải mất tiền quảng cáo oan uổng không? Còn khi bạn làm tốt trang đích, ví dụ như 10 khách hàng vô, bảy ông kia đi, bảy ông kia thấy cũng bình thường thôi, để tham khảo thôi, nhưng mà ba ông kia thấy hấp dẫn thì ông để lại thông tin. Không để thông tin bạn thấy cái ít nhất là bạn có tỷ lệ chuyển đổi là 30% rồi. Bạn nắm câu chuyện đây không? Thì bạn phải làm sao bạn tập trung vào trang đích, xây dựng tối ưu trang đích, làm sao cho nó vừa chuẩn vừa đẹp, nó đầy đủ thông tin khách hàng tìm kiếm, thì khi đó cái giá trị của quảng cáo tìm kiếm Google của bạn mới lên cao được, mới có hiệu quả được, chứ không phải mà không 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 tự nhiên chạy chạy cho nó chạy về cái trang đích thôi, chạy về một cái trang bài viết mình thôi, ví dụ trang mua hàng đi, chạy về trang mua hàng thôi, đào khách hàng mua hàng, về về trang mua hàng thấy sản phẩm nhìn không đẹp ta, hình ảnh không đẹp, rồi mô tả thấy ủa gì mà không biết thành phần của nó là gì, không biết công dụng của nó như thế nào, thấy nó viết sơ sài quá, rồi thôi dẹp không mua. Nó phải mất tiền không, mất tiền quảng cáo không, rất lãng phí. Nên chú trọng trang đích đi các bạn, điều này không bao giờ là một cái điều mà phí hoài cả. Hãy chú trọng những đích, đạt chỉ đích tốt vào thì các quảng cáo Google tìm kiếm bạn sẽ tốt theo thôi. Thứ tư là không tối ưu bài quảng cáo. Không tối ưu bài quảng cáo, bạn không có đưa những cái thông tin mà nó hấp dẫn, nó phù hợp, nó kích thích khách hàng thì khách hàng lấy gì bấm vô quảng cáo của bạn được? Mà không bấm vô quảng cáo của bạn thì lấy gì mà các bạn ra được cái khách hàng, mày hiểu không? Cho dù bây giờ trang đích của bạn làm tốt cỡ nào, làm hay cỡ nào, làm hấp dẫn cỡ nào, bài quảng cáo như cục hạch, đọc vô không có một cái cảm xúc gì hết, không có một sự hấp dẫn gì hết, không có một cái giá trị gì hết, không có một cái lợi ích gì hết, khách hàng lấy gì bấm? Nên là những ngôn từ trong cái bài quảng cáo của bạn nó phải thật thu hút, nó phải thật hấp dẫn, nó phải thật kích thích khách hàng, mang lại cho khách hàng nhiều giá trị và đưa cho họ đúng cái nhu cầu mà họ nên tìm kiếm, thì khả năng bấm vào rất là cao. Mà khi bấm vào cao mà cái trang đích ok nữa thì sao, quá tuyệt vời, khả năng chuyển đổi cũng lên gấp nữa. Bạn phải hiểu những điều đó, chứ không phải quảng cáo bạn viết thích sao bạn viết đâu, bạn phải tham khảo, rồi bạn phải nghiên cứu, rồi bạn phải có học hỏi thì bạn mới có thể làm được cái việc này. Thứ năm, sai lầm thứ năm là từ khóa không phù hợp. Cộng với đó là không biết dùng đối sánh. Từ khóa không phù hợp là sao? Từ khóa không phù hợp là cái nhu cầu của họ là như vậy mà bạn đưa ra một thông tin như thế khác. Ví dụ nè, tôi ví dụ cái bạn dễ hiểu nè. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Ô tô đi, nên mua ô tô cũ hay ô tô mới? Họ đang hỏi đó. Bạn chạy vô từ khóa đó, từ khóa là nên mua ô tô cũ ô tô mới, bạn chạy vô cái bài viết là cái trang thông tin về chiếc xe hơi gì đó luôn. Ủa đâu phù hợp khách hàng đâu, khách hàng đang tìm cái gì? Khách hàng đang tìm là cái lý do là nên mua ô tô cũ hay là mua ô tô mới để họ quyết định, họ lựa chọn. Thì bạn phải đưa vô cái bài viết phân tích về cái việc mua ô tô cũ ô tô mới, rồi sau đó bạn dẫn dắt về cái trang bán hàng của bạn hay là cái trang website chính của bạn thì được, thì từ từ khách hàng chuyển đổi thì được, chứ không có thể nào mà tự nhiên khi không tự nhiên khách hàng đang hỏi đó, họ không được giải quyết cái vấn đề nhu cầu là mua ô tô cũ hay mua ô tô mới mà tự nhiên dẫn vô trang bán hàng luôn, thì ai mà mua? Ủa cái xe này tôi biết gì nó đâu, tự nhiên tôi mua. Bạn mà hiểu câu chuyện không? Là cái từ khóa của bạn phải phù hợp, nó phải đúng cái nhu cầu, đúng cái ý định của khách hàng. Ý định của khách hàng là gì? Khách hàng đang tìm kiếm, đang dò hỏi thông tin thôi, chưa cân nhắc luôn á. Cân nhắc là gì? Cân nhắc là so sánh giữa là bây giờ là nên cân nhắc là xem là mua ô tô Honda hay là mua ô tô của Toyota, thì đó mới gọi là cân nhắc. Họ quyết định họ mua rồi,
mà họ đang lựa chọn giữa hai sản phẩm nhưng mới cân nhắc. Còn đây là họ đang là đi tìm kiếm thôi, họ đang có nhu cầu, họ đang quan tâm, họ đang đi tìm kiếm thôi, chưa chưa đến cái giai đoạn mà các bạn bán hàng đâu. Nó là cái từ khóa các bạn nó sao, nó phải phù hợp với cái thời điểm đó thì cái khả năng của nó mới chuyển đổi cao được, chứ không thể nào mà tự nhiên không 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 bạn chạy tùm lum như vậy, nó tốn tiền, nó thật nó rất tốn tiền các bạn à, nó rất tốn tiền các bạn mà nó không mang lại giá trị gì cả. Rồi cùng với đó cái đối sánh á, của Google á, cũng là rất là quan trọng. Thì hiện tại có bốn loại đối sánh, là đối sánh rộng nè, đối sánh rộng nâng cao nè, đối sánh cụm từ và đối sánh chính xác nè. Thì bốn loại đối sánh này đều có cách hiển thị khác nhau hết. Đặc biệt là đối sánh rộng. Đối sánh rộng bạn search cái quái gì nó cái dính trong cái từ nó đều ra hết. Như vậy rất gây lãng phí. Nhưng mà lại có một số ngành nghề phải dùng đối sánh rộng. Bạn phải hiểu ngành nghề của bạn, phải hiểu thị trường của bạn, phải hiểu khách hàng của bạn thì bạn mới dùng từ hợp lý. Chứ không phải là cái gì cũng dùng đúng cái từ đó. Cái gì cũng đúng cái loại đối sánh đó, nó không phải phù hợp. Hình dung không? Thì bởi như vậy nó cần phải có cái tư duy phân tích ở trong cái việc chạy quảng cáo này, chứ không có kiểu như là bạn bỏ xe bạn bỏ. Tại vì cái cuối cùng Tân đang nói với bạn tất cả những cái thứ này, cái cuối cùng là bạn đang mất tiền mà thôi. Bạn đang mất tiền ngân sách rất là lãng phí. Tại Google nó không có sai, Google Ads nó không có sai nha các bạn. Google Ads nó chỉ làm đúng theo những gì bạn setup thôi. Nó chỉ là công cụ, nó chỉ là máy học, nó làm đúng theo những gì mà bạn đang làm thôi. Nó hỗ trợ thêm vậy, không hỗ trợ chứ nó không có làm sai. Cái sai là nằm bạn, thì bạn phải hiểu tất cả điều này để bạn làm cho đúng ha. Rồi thứ sáu là không kiểm soát ngân sách. Đặc biệt là mấy bạn đang chạy bằng thẻ tín dụng, nó ngốn như chết luôn, không có giới hạn ngân sách nó lại, nó ngốn như bằng khùng luôn. Mà bạn giới hạn ngân sách nó thì bạn mới kiểm soát được. À ví dụ một ngày bạn chạy nhiêu tiền, nguyên cái chiến dịch đó chạy nhiêu tiền, rồi bạn nạp vô nhiêu tiền, chạy như thế nào đó, kiểm soát được cái chuyện đó. Còn không bạn thả ra một phát là coi như là nó chạy lúc mùa lệ thủy luôn. Tân nói thì các bạn á, tiền mà phí mà Google nó cắn bao nhiêu cũng được hết. Nó cắn mỗi ngày, nó cắn cả trăm tỷ nó vẫn cắn được. Nó cắn cỡ nào cũng cắn được. Tiền không bao giờ là ngại đó. Thì bạn phải kiểm soát được cái ngân sách này. Bạn phải hiểu được cái cơ chế của nó, kiểm soát được nó để bạn hiểu được à cái chi tiêu của mình là như vậy, cái khả năng của mình là như vậy thì nó mới phù hợp. Và trong cái việc mà kiểm soát ngân sách này, kiểm soát luôn cái giá thầu giùm Tân nhé, kiểm soát giá thầu lâu lâu tối ưu kiểm soát giá thầu luôn. Chứ không có thể nào mà bạn thả ra giá thầu bạn để cao ngất ngưỡng. Ví dụ thằng vị trí thứ hai nó chạy từ khóa là 2.500.000, bạn ở vị trí thứ ba bạn quất từ khóa lên tới 5.000 gấp đôi nó thì nó phí, hiểu không? Thì bạn phải làm sao bằng tối ưu, bạn không cần nữ vị trí thứ nhất, cái này là kinh nghiệm của tôi, không cần nữ vị trí thứ nhất, bạn nữ vị trí thứ hai, thứ ba cũng được, vị trí thứ tư cũng được, chẳng vấn đề gì. Tại vì một khi tâm lý nhá, này này bài toán tâm lý, một khi mà ai đó đã đi tìm kiếm thông tin về cái sản phẩm dịch vụ của họ có nhu cầu thì họ phải kiếm cả 10 cái doanh nghiệp. Thì 10 cái doanh nghiệp đó chắc chắn là bạn nằm trong đó. Quan trọng là cái cuối cùng thì mục đích của bạn như thế nào đó, thì bạn phải tối ưu được tất cả những điều này thì sẽ giảm chi phí cho các bạn. Và cái cuối cùng tôi muốn nói là phải là chú trọng vào phần mở rộng quảng cáo và tối ưu điểm. Phần mở rộng quảng cáo này là gì? Là cái chú thích nè, cái liên kết web nè, cái địa điểm nè, cái số điện thoại nè, đó những cái mở rộng. Tại sao mà Tân nói là cần phải là chú trọng cái đó? Tại vì khi bạn chú trọng vào cái đó thì cái thông tin bạn để trên cái bài quảng cáo rất là nhiều và đầy đủ thì khách hàng mới tin tưởng bạn được, mới liên hệ với bạn được, mới có thể là contact với bạn được. Còn cái bài quảng cáo nó chỉ hiện hai ba dòng thì người ta rất là thiếu thông tin và người ta sẽ không đủ niềm tin liên hệ bạn đâu. Mà một khi mà như vậy á, thì nó sẽ gây lãng phí, bởi vì một số người nhấp vào cũng cho vui thôi, hay là cũng không có sẵn sàng cái tinh thần trước khi nhấp vào. Còn khi bạn đầy đủ thông tin như vậy thì họ sẽ hiểu à, doanh nghiệp của bạn cũng có triển khai những dịch vụ này, có những chương trình khuyến mãi này, có những ưu điểm này, có việc giao hàng miễn phí, có số hotline như vậy, địa chỉ là ở đây nè. Nhiều khi á nó hiện số điện thoại á, người ta bấm Zalo số điện thoại luôn,
bấm Zalo số điện thoại luôn, người ta cũng chả cần bấm vô quảng cáo nữa. Nhưng bạn đỡ tiền quảng cáo không? Rồi người ta thấy địa chỉ gì là chạy thẳng vào địa chỉ bạn luôn, người ta cũng không không cần bấm vô quảng cáo. Thì có phải là bạn đỡ tiền quảng cáo nhiều đi không? Tại sao không có tối ưu cái phần mở rộng đó cho hết, mở rộng nào có thể là cung cấp được cho hết. Nhưng mà bình thường tôi thấy là nó hiển thị tầm khoảng là ba cái phần mở rộng thôi, ba đến bốn cái gì đó, chứ nó không có hiển thị hết một lúc đâu. Và cái tối ưu điểm có nghĩa là khi mà bạn chạy cái chiến dịch đó, nó có phần đề xuất, thì trong đề xuất nó sẽ có những cái phần mà tối ưu về từ khóa, tối ưu về mở rộng liên kết, tối ưu về cái gì mẫu quảng cáo, nói chung nhiều lắm. Nó kêu là bạn phải cần thêm cái này, thêm cái kia, thêm nào, thì bạn hãy xem xét cái nào phù hợp bạn thêm vào cho cái điểm chất lượng nó được tăng lên. Vì khi điểm chất lượng tăng lên thì cái quảng cáo bạn càng giá trị, bạn càng tiếp cận được nhiều khách hàng mà chi phí lại rẻ nữa. Đó là trên đây là những sai lầm mà Tân rút ra cho các bạn trong suốt quá trình mà Tân làm Google AdWords. Đây là những cái sai lầm mà căn bản thôi, còn sai lầm chuyên sâu hả, hẹn các video khác đi, tại vì nó nhiều lắm, nó phân tích sâu lắm, mà Tân phải đi vào những cái video mà nó mang tính kỹ thuật đó, mang tính kỹ thuật thì các bạn hiểu dần, các bạn hiểu dần rồi sau đó bạn mới là đi vô những cái sai lầm chuyên sâu, bạn mới hiểu hơn. Thì sắp tới Tân sẽ làm hết tất cả điều đó cho các bạn, quan trọng là các bạn chịu theo dõi. Hãy bấm subscribe để ký kênh và chuông thông báo đi, sắp tới các bạn sẽ nhận được tất cả những điều này. Nhớ like video và để lại cảm nhận của bạn bên dưới phần comment. Video này là hết, xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.